Tại sao hệ thống tàu điện tử STCM có chi phí xây dựng 0 USD trên 1 km? Trả lời: do cấu tạo và nguyên lý hoạt động cho thấy rõ, thứ nhất là về phần tàu điện tử thì dùng lực từ trường do 500 vĩnh cửu trên đường dẫn tương tác với 500 vĩnh cửu trên tàu. Vì đặt cùng chiều nên đẩy nhau làm tàu bay lên luôn cách mặt đường 8 đến 15 mm. Năm trăm vĩnh cửu trên đường dẫn tương tác với 500 điện trên tàu làm tàu chạy tới. Tương tự động cơ điện quay tròn thông thường, nhưng phần rotor lẫn stator được trải dài ra nên chạy thẳng. Bộ cảm biến gia giảm luồng điện làm tàu chạy nhanh hay chậm. Đổi chiều thì thắng tàu lại. Tàu hoạt động rất an toàn nhờ lực từ trường và dọc đường dẫn có tường cao 40 cm kẹp hai bên hông tàu như công nghệ Nhật Bản, giữ tàu không bao giờ lệch ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn. Tàu không bay trên đường riêng tốn kém như công nghệ các nước hiện nay, mà bay trên thành phố nổi thích ứng biến đổi khí hậu, trên sông kênh rạch, có phố đi bộ, có trung tâm thương mại, có cầu nổi quay nối hai bờ. Phần đường cho tàu chạy là thành phố nổi, tàu điện tử bay trên không tiếng động. Cách nóc nhà nổi xây bằng bê tông cốt thép 8 đến 15 mm. Chi phí lại càng giảm hơn nữa, do nhà đầu tư xây những nhà nổi này mà không phải đền bù do giải phóng mặt bằng, không xây nền móng, lại bán được giá cao do đắc địa. Đạt thị lộ giang, người mua được cả hai. Nhà ở và cơ sở kinh doanh, vì các nhà nổi này có tầng trên là nhà để kinh doanh, tầng dưới là phao còn dùng để ở, như thành phố nổi ở Dubai. Các nhà nổi này kết chặt lại thành một khối, nên tàu bay trên nóc là tầng trên cùng rất an toàn, không ảnh hưởng đến các chủ nhà. Thứ ba nhỏ thì phần phố đi bộ, trung tâm thương mại, chợ đêm. Hành lang của dãy nhà nổi rộng, làm phố đi bộ như thắng cảnh du lịch cầu Galata ở Istanbul. Thứ tư, phần cầu pha quay, tất cả kết lại thành cầu pha quay. Bình thường nó là đường dẫn của tàu điện tử. Ban đêm, cầu quay 8 đến 90 độ nối liền hai bờ sông, như thắng cảnh du lịch cầu Curacao ở vùng Caribe. Kết luận, 4 điểm trên chứng tỏ tàu điện tử STCM có chi phí xây dựng là 0 USD trên 1 km. Tàu chưa hoạt động đã thu hồi vốn, và tàu bay an toàn không làm phiền thành phố nổi bên dưới. Chưa tính cái phần mà bán vé tàu.